Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại tổ dự án luật thủ đô sửa đổi, luật lưu trữ sửa đổi và thảo luận sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và kết quả 3 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Thảo luận về kết quả 3 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh, ý kiến đại biểu cho rằng cần xem xét có khung pháp lý phù hợp để giải quyết những vấn đề thành phố đã làm được trong thời gian thí điểm, cũng như việc đang triển khai nghị quyết 98 của Quốc hội. Có thể chưa đặt vấn đề là sửa nghị quyết 131, mà xin một cái cơ chế ở trong cái nghị quyết chung á, của kỳ họp này đó, tức là các cái vướng mắc thì có thể giải quyết bằng cái văn bản dưới nghị quyết, tức là bằng các cái văn bản nghị định hay là thông tư, các cái hướng dẫn của chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành. Thứ hai nữa là chúng ta vận dụng các cái cơ chế chính sách mà chúng ta có được từ nghị quyết 98 để chúng ta giải quyết. Và như vậy thì chúng ta tập trung, chúng ta chuẩn bị, nghiên cứu một cách bài bản khoa học, rồi chúng ta báo cáo cơ quan thẩm quyền để chúng ta có được một cái khung pháp lý lớn hơn, phù hợp cho thành phố Hồ Chí Minh. Cho ý kiến về dự thảo luật thủ đô sửa đổi, ý kiến đại biểu cho rằng luật cần quy định chi tiết cụ thể hơn về mô hình thành phố trong thành phố. Đây là mô hình hoàn toàn mới tại Hà Nội, nhưng có thể xem xét đến việc triển khai thực hiện tại thành phố Thủ Đức để thành phố có thể tự quyết nhiều hơn. Luật thủ đô có đưa ra một cái mô hình giống thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức, đó là thành phố trong thành phố. Thì tuy nhiên là cái quy định về cái chức năng nhiệm vụ và các cái quyền hạn của thành phố trong thành phố hiện nay thì nó khá là mờ nhạt. Chủ yếu là một vài cái quyền liên quan tới tổ chức bộ máy thôi. Cho nên là tôi thấy là nó cũng hơi tiếc. Đó, cho nên là tôi cũng rất là mong nếu mà cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan có thể là nghiên cứu thêm một chút nữa và đưa vào cho phân cấp mạnh hơn cho cái mô hình thành phố trong thành phố. Đánh giá một cách đầy đủ cái thực tế hiện nay của cái hạ tầng giao thông đô thị của thủ đô thì lúc đó cụ thể hóa trong luật với những văn bản hướng dẫn thì gắn với cái tính đặc thù của cái thủ đô thì mới có thể phát triển được. Tại buổi làm việc, ý kiến đại biểu tán thành với việc sửa đổi một số nội dung trong các điều của luật lưu trữ cho phù hợp với tình hình hiện nay.